lại để học thứ bằng để mới mốt về lại với lại tự thu ở nhà và chỉ cho các em trong. Bây giờ thích anh Dự output lại tình xin là bao nhiêu? 16 chấm. Hôm nay rất là vui khi được thầy Minh và trung tâm hướng dẫn về cái cách thu âm âm nhạc. Sau này em sẽ rất là hứng thú trong vấn đề tập guitar để thu âm những cái bản bài mình đã học. Xin rất cảm ơn thầy Minh và trung tâm. Hôm nay thì mình tới đây thì mình học thử lớp thu âm cơ bản để mà thử thu âm chơi thôi, thì thấy kiến thức rất là bổ ích. Hứng thú. Nếu có dịp thì mình sẽ tham gia thêm khóa học sau. Sau buổi học này thì em nghĩ em sẽ biết được nhiều thứ về âm nhạc, về cách thu âm, nhiều khi nó sẽ là một cái bước đệm để em thấy thích hơn trong cái việc. Em hiện tại là guitarist đang luyện tập chơi đó. Thì em cũng thấy qua nhiều người thu âm này nó sử dụng cái việc thu âm để mà hỗ trợ cho việc luyện tập. Thì hôm nay em tới với một người của anh cùng anh Rock hỗ trợ, mong muốn là được tìm hiểu và về thu âm để mà hỗ trợ cho cái việc tương lai. Thì sau buổi hôm nay em thấy là em đã tìm hiểu được rất là nhiều thứ về những thứ căn bản nhất là thu âm như thế nào và những cái software như thế nào và các những sản phẩm về âm thanh cho thu âm. Mong là trong tương lai em sẽ có thể khả năng phối và sử dụng chúng để mà cho mục đích âm nhạc của mình.